Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Game Hay Thế Giới. Các bạn thấy hai nhân vật này có dễ thương không? Thì mình xin giới thiệu, đây chính là một nhân vật là một cái cây. Bên kia là trạng thái tức giận của cái cây này. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái câu chuyện về cái cây này. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ không liên thiên, không nói nhiều nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu câu chuyện ngày hôm nay nào. Có một lão già thầy thuốc. Hôm nay lão vào rừng để đi hái những cái cây thuốc để chuẩn bị cho một liều thuốc rất là đặc biệt do người dân trong thành phố dạo này hay bị một cái bệnh, đó chính là chứng nhức đầu khó chữa. Thì hôm nay ông ta cần phải đi vào núi để hái một loại cây thuốc có tên là cây thuốc thần kỳ. Thì cây thuốc này nghe đâu rất là khó tìm bởi vì nó có khả năng di chuyển, tức là nó không cố định như những cái cây thuốc bình thường khác. Nhưng mà ông già này rất là yêu con người, rất là yêu nhân loại. Ông lấy niềm vui chữa bệnh cho người khác làm niềm vui của mình. Ông đã đi suốt mấy ngày trong rừng để đi tìm cái cây thuốc mà thần kỳ, là phương thuốc cuối cùng mà ông cần. Và rồi, một điều may mắn cũng đã gặp. Ghi 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 ghi. Đó chính là cây thuốc thần kỳ mà trong sách đã vẽ. Ông đã quyết tâm đuổi theo. Nhưng mà cây thuốc này nó di chuyển rất là nhanh. Wow, lần đầu tiên ông cảm nhận và thấy được một cái cây thuốc có thể chuyển động như thế này. Đúng là thần kỳ quá đi. Ơi sao lại té như trong lúc này? Ôi chết 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 chết. Khi mà thấy người đàn ông kia đã bị ngã xuống thì cây thuốc này nó lại tò mò đi tới và nó ngắm nhìn. Lần đầu tiên nó thấy một con người như thế này khiến nó rất là sợ. Thì cái ông già đó ổng mới nói với cái cây là mơn hãy cho tôi một ít lá để tôi có thể chữa bệnh cho những người trong thành phố, tôi cần người lắm. Hỡi cái cây thần kỳ kia ơi. Thì cây thần kỳ nó cũng đã nghe được và hiểu được ông đang muốn gì, nó mới đề nghị cho ông cần chữa bao nhiêu người. Thì cái ông già hái thuốc này mới nói rất rất nhiều người. Tuy nhiên trên người của cái cây thần kỳ này nó chỉ có 6 lá mà thôi, thì làm sao mà cứu một lượng người như ông cần được. Sau đó cái ông già thuốc mới đề nghị, vậy cây thần kỳ ơi, ngươi hãy về ở với ta đi, ta sẽ chăm sóc cho ngươi. Ta hái một lá, ta sẽ chăm sóc cho ngươi một ngày để cái lá đó nó có thể phục hồi lại. Cứ như vậy ta có thể có lá nhiều, ngươi thì vẫn sống không sao cả, được không? Thì cây thần kỳ này cảm phục trước tấm lòng nhân hậu cứu người của ông hái thuốc này, ông thầy thuốc. Thì cây thần kỳ đã quyết tâm quyết định đi theo ông ấy về nhà. Và rồi cây thần kỳ đỡ ông dậy. Rồi chúng ta về nhà nào. Let go, let go. Đi thôi cây thần kỳ ơi. Cảm ơn ngươi nhiều nhé. Ta hứa sẽ chăm sóc ngươi thiệt tốt và sử dụng lá cây của ngươi đã cứu tất cả những bá tính đang bị gặp nạn. Từ ngày mà cái cây thuốc thần kỳ này nó theo người thầy thuốc trở về nhà để ông ấy có thể lấy lá của nó cứu người dân, thì đã có rất là nhiều người được ông chữa khỏi bệnh. Từ đó tiếng vang của ông xa ơi là xa, ông rất là nổi tiếng, nhiều người cũng đã kéo tới xếp hàng ngày đêm để ông chữa bệnh. Và tất nhiên cái tiếng thơm của ông đã vang tới tai của một tên đại vương. Hắn có phép thuật vô biên và cai quản một con sông lớn ở thành phố, tức là thuộc dạng thần tiên đó các bạn. Thì hắn đã đem lòng đố kỵ sai một tên lính của mình, đó chính là tên tướng tôm này, như thế này, tướng cua chứ, như thế này, để đi tới và xem liệu có phải là sự thật người thầy thuốc này có nổi tiếng và
trở thành thần y như lời đồn mà hay không. Cái tên tướng cua, sau khi nghe chỉ thị của tên đại vương thì hắn đã đi tới và một cách hóng hách tự cho mình là thần tiên nên khinh thường những người khác, đích cần phải xếp hàng và đi vào nói chuyện với lại người thầy thuốc vĩ đại kia. Sau khi mà gặp được người thầy thuốc này, hắn mới hóng hách bảo hắn bị bệnh. Người thầy thuốc này hãy xem mạch giùm hắn. Thì sau khi xem mạch, vị cái người thầy thuốc tuyệt vời kia đã biết đây chính là một tên tướng cua, không phải người tầm thường. Và nói với hắn, hắn chả bị bệnh gì cả, nhưng mà hắn cứ khăng khăng nói là mình bị bệnh. Rồi sau đó chửi vào người thầy thuốc là một thầy lang băm dởm như thế này mà tại sao mọi người lại tin. Thì tất cả những người mà xếp hàng đó, những người xếp hàng đã cãi lại lời của cái tên tướng cua này và nói ông thầy thuốc này có một cái cây, lá của cái cây đó rất là tuyệt vời. Thì tên tướng cua này mới để ý thấy cái cây thần kỳ kia và hắn đã nắm hết toàn bộ sự thật của người thầy thuốc này, sau đó quay trở về để báo cáo với đại vương của hắn. Và rồi cái tên tướng cua này đã quay trở lại cái con sông mà nơi tên đại vương đang sinh sống. Hắn đã gặp tên đại vương và kể hết toàn bộ câu chuyện. Tên đại vương thấy rất là tham lam, rất là thích cái cây thần kỳ kia. Có được cái cây thần kỳ đó, tên đại vương có thể đi chiến đấu khắp nơi mà chẳng có thể lo bị thương nữa. Và rồi tên đại vương đã sai tên tướng cua này hãy đi ăn cắp cái cây đó về cho hắn. Tên tướng cua ngu ngốc, bố láo bố tét này đã nghe theo lời tên đại vương, hành động một cách rất là ngu ngốc. Hắn đã quay lại cái tiệm thuốc của lão già hái thuốc kia. Nhưng mà lần này hắn đứng im và chờ đợi. Hắn cứ chờ, chờ từng người lên chữa bệnh. Nhưng mà hắn chẳng thèm tới để chữa bệnh. Và rồi đợi khi cái lão già, tức là người thầy thuốc đó, đi vệ sinh thì hắn đã bắt đầu ra tay với cái cây thuốc thần kỳ kia. Thời cơ tới rồi, thời cơ tới rồi, thời cơ tới rồi. Cái cây thần kỳ kia cứ tưởng nó ai cũng tốt như ai nên nó cũng chẳng chạy. Và bất ngờ tên tướng cua này đã tóm lấy đầu của cây thần kỳ và hang nghiêng bỏ đi. Thì những người dân ở đó đâu có dám la lớn đâu, vì biết đây là tên tướng cua rất là độc ác. Thì lão thầy thuốc sau khi đi vệ sinh ra, ông ấy đã thấy tên này bắt cóc cái cây nên ông ấy đã tấn công hắn. Bởi vì ông đã già yếu rồi, những đòn của ông chẳng có thể làm gì được hắn cả. Nhưng mà nó lại khiến cho hắn cảm thấy rất là bực mình. Và rồi hắn đã tức giận lên, quay sang ông: "Mày hả con, dám đánh ông à?" Và rồi hắn đã nhẫn tâm ra tay giết chết một người phàm bình thường. Ông là một người thầy thuốc rất là tốt, nhưng mà tên tướng cua này đã làm một chuyện trái với đạo đức. Sau khi thấy được người thầy thuốc già kia đã bị đánh ngẫm cụ tèo thì cây này nó đã chạy tới. "Ôi, ôi, ông ơi, ông đừng chết mà. Tại sao ngươi lại giết ông ấy? Ông ấy là một người tốt mà. Cái tên bụng bự cua cùi bắp kia, ta sẽ không tha thứ cho ngươi." Thì cái tên cua đó hắn lại tiếp tục ngang tàn: "Bây giờ ngươi phải về phục vụ đại dương cho ta, của ta, cái tên cây thần kỳ kia. Nếu không kết quả ngươi cũng giống như ông già này, nghe rõ chưa?" Lúc này cái cây thần kỳ nó đã tức giận và trong người nó đã phát ra một nguồn năng lượng vô cùng lớn. Dạ. Đùng. Và hình dạng của cái cây đã trở thành một chiến binh vô cùng mạnh mẽ. Cái cây này nó đã quất
cho tên cua này một phát. Và rồi, tên cua này cũng đã đáp trả lại. Cuộc chiến giữa cái cây thần kỳ, chiến binh cây thần kỳ và tên tướng cua độc ác. Ngon, nhào vô đây. Mày hả con? Giỡn mặt chứ tao, bước ra đây. Thích đánh nhau à? Thấy tôi hiền mà ăn hiếp à? Cái con cua đen ghét. Quá mạnh mẽ, dữ dội, để mình rinh cái ô tô này lên ném cho nó chết luôn. Lâu quá quên nút rin ô tô sao. Trời ơi, cái con cua này nó cứ thích đánh mà quất nó nè. Mày à con, cái con thì sau một hồi chiến đấu, tên cua này hắn dường như yếu thế hơn, bị cho cây thần kỳ cho ăn hành quá trời luôn. Mày bô la bô toét. Sự phẫn nộ của cái cây thần kỳ kia đã khiến cho tên tướng cua này một phen sợ hoảng. Hắn đã chạy về cái hồ để báo cáo đại vương. Tất nhiên là sau những đòn chí mạng thì cơ thể hắn cũng đã bị thương, gãy rất là nhiều que rồi. Đại vương ơi, đại vương ơi, đại vương ơi. Trời ơi, cái tên cây thần kỳ kia, hắn thật sự là một con quái vật. Xin ngài hãy xuống trần gian và trừng trị hắn đi. Lúc đó thì chúng mình có thể có được thân xác của cái cây thần kỳ đó, tha hồ mà chữa bệnh. Lúc đó, ngài đừng có quên tôi đó nha, hãy chi cho tôi một nửa đó. Sau đó, tên đại vương đã nhẹ nhàng bước tới tên cua và nói: Ngươi muốn lắm mà, ngươi muốn cái cây thần kỳ đó à. Ngươi có biết rằng, ngươi thiệt là cùi bắp lắm không? Mà còn tham lam nữa, ta sai làm việc mà ngươi đã không làm tới nơi tới chốn. Bây giờ, về đây còn đòi hỏi nữa à. Vậy thì bây giờ ta sẽ chia cho ngươi một nửa nhé. Xuống dưới âm tào địa phủ mà nhận đi. Chỉ vài đòn khiến cho tên cua tham lam kia đã chết dưới tay của tên đại vương. Và rồi tên đại vương tiếp tục cái mong muốn sở hữu cái cây thần kỳ kia. Hắn đã đi tìm cái cây thần kỳ đó. Sau khi cái cây thần kỳ này nó đã chôn cất cái lão già thầy thuốc tội nghiệp kia, thì nó đã tiếp tục công việc của ông ấy là chữa bệnh cho những người dân trong thành phố. Và tất nhiên cái tên đại vương kia cũng đã ghé thăm. Trời ơi, đậu phộng. Trời ơi, nó quýnh hết những người dân vô tội đang tới chữa bệnh rồi. Mày đâu, ra đây, tao quất cho mày chết luôn. Đâu rồi, nó đâu rồi ta? Kia 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 các bạn ơi. Trời ơi, tên đại vương đáng ghét, ăn hành nè con. Mày tưởng trên cao tao không dám làm gì mày hả?
chạy ra đây, tao sẽ chiến đấu với mày này. Mày giỡn mặt hả con? Bây giờ để mình mở nhạc cho các bạn nghe nhé. Vâng, xin thưa với các bạn, cuối cùng thì cây thần kỳ này nó đã hạ được tên đại vương ỷ chức ỷ quyền lộng hành như thế này. Rồi, bây giờ thì có thể giết được một tên tàn ác rồi. Thôi, video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn hãy ủng hộ kênh của mình bằng cách nhấn đăng ký nhé, để mình có thêm động lực để làm ra nhiều video hay hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.